đi nè. Được anh. Cái này là bọn em tự may anh ạ. Tự may hả? Đúng rồi. Mình tự may luôn. Đúng rồi. Anh may luôn. Không phải em may mà chị dâu của em, của em may. À chị dâu may. Thế cái này là bạc thật hay là? Cái là bạc bạc thật anh ạ. Thật luôn á hả? Ừ. Có giả 10% không? nhìn đẹp quá. Đó đó đó. Đó, cái này thịt không? Không phải thịt hả? Không phải. À. Vâng, mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay Vân Trường lại tiếp tục đi khám phá bên đám cưới bên dân tộc Mông ha. Thì ngày hôm nay mình nhân dịp ở đây, cái khu vực này nó là ngã ba chợ Đắk Rờ Măng. Đó, ngay cái khu vực này thì có một cái đám cưới giàu nhất họ của bên dân tộc người Hâm Mông ha. Thì bây giờ mình cũng không muốn dài dòng nữa, mình cũng xin mời tất cả cô chú anh chị thì mình cùng nhau khám phá ha. Bây giờ thì cũng gần 6 giờ chiều rồi. Chủ nhà chia sẻ là bây giờ sẽ làm vài mâm để tiếp đón họ hàng cô chú anh chị xa. Thì còn cái công việc ngày mai á thì sẽ có bên nhà hàng dịch vụ tiệc cưới người ta lo hết, thì không phải chủ nhà không phải động đậy gì hết. Rồi bây giờ mình cũng xin mời tất cả cô chú anh chị với mình để cùng nhau khám phá nhé. Đây là bên họ nhà gái ha. Đó, bây giờ thì mình cùng nhau vô mình khám phá ha. Đó, đây là bên họ nhà gái bên dân tộc Mông. Đó, cái trước tiên là bên rau cỏ này. Đây, nay mình làm nhiều món quá ha. Anh. Ừ. Review một chút xíu, livestream một chút. Hôm nay mình làm món gì đây? Đầu heo bóp vỏi. Mình làm tổng cộng mấy món anh nhỉ? 5-6 món à. Chiều nay mình làm mấy mâm anh? Ừ. Là bữa cơm chiều hôm nay chắc cũng phải 30-40 mâm ấy nhỉ. Nhìn thịt xương rất là ngon ha. Đây là món cái gì đây? Hành tỏi. Ồ, nhiều món quá. Đây là rau cỏ này. Rồi món tráng miệng này. Đó. Rau thơm ha. Ồ, rất là nhiều món mấy anh đầu bếp. Đó. Đây đang chuẩn bị bữa cơm tối. Cơm chiều rất là nhiều thứ ha. Đây cà rốt nhiều đây. Món quá. Còn có cả món tỏi đang chuẩn bị được làm sạch sẽ để xào hoặc là nấu ha. Đây là bát đĩa tung tung men, nhiều thứ để chuẩn bị cho cái bữa tối ngày hôm nay. Còn ngày mai thì nhà hàng người ta tự bưng bê đến ha, không phải động đậy gì. Đây cái món này được chuẩn bị rất là kỹ càng ha. Đó, đây là cái dạp đám cưới ha. Dạp đám cưới này cách nhà của cô dâu là khoảng chừng 300 m, tại vì đằng kia nó ngay ngã ba chợ thì thành ra là nó không có chỗ để dựng dạp. Đó, cái dạp nó rộng cỡ này mà nhà bên họ nhà gái đầu nhất trong cái làng. Đó, ra bên dịch vụ đám cưới Đức Nga ha. Địa chỉ Quảng Sơn, Đắk Cờ Long, Đắk Nông. Đó. Còn khu vực này là cái khu vực ngã ba. Ngã ba Đắk Rờ Măng, chợ Tình, chợ Phiên ha. Rồi, bây giờ mình vào trong cái dạp mình khám phá. Bây giờ ở trong đây là đang đáp cái đàn nhạc sống ha. Bây giờ được cải thiện rất là nhiều rồi. Bây giờ đang chuẩn bị đáp đàn nhạc sống để chuẩn bị cho bữa tiệc tiếp đãi khách phương xa ha. Trong buổi tối hôm nay dàn nhạc đang được ráp ha, chuẩn bị nhạc trong buổi tối hôm nay, không biết có kịp lắp không. Đây giờ này 4-5 giờ chiều rồi. 10 phút hả? Khá nhanh đấy nhỉ, có một mình thôi, nhanh và gọn. Niệm 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 niệ
tại nhà, không qua bên giảm. Ăn gia đình làm chắc khoảng 5-6 mâm gì đó. Trận mưa làm ướt hết luôn. Ừ. Có. Đấy, đang xếp bàn là chuẩn bị khâu tiệc trà ha, bánh hồng. Đó, rồi dạp sân khấu kìa. Rồi, mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Thì trải qua một đêm đến sáng thì hiện tại bây giờ đang là gần 10 giờ ha. Thì đám cưới bên dân tộc Mông thì cũng đang được sắp xếp và bày mâm. Đang chuẩn bị bày binh bố trận để tổ chức đón khách ha. Trải qua một đêm đến sáng thì những cái trận mưa rào thì rất chi là khủng khiếp, như tối hôm qua thì không có ai đến chơi luôn, rất là ít khách ha. Toàn nhà khách chơi gia đình thôi. Thì còn bây giờ thì mình cũng mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng với mình để trải nghiệm và khám phá đám cưới dân tộc người Hơ Mông nó như thế nào nhé. Rồi xin mời tất cả cô chú anh chị nhé. Bên ngoài nhà gái ha, rất chi là hoành tráng ha, giờ là ban ngày, giờ mình vô mình nhau vô mình khám phá xem có cái gì độc đáo không ha. Đây những cái món ăn rất là tuyệt vời, đây cô chú anh chị đây, ô chào, ủa sao mình phải ghi như thế này? À, một nửa gia đình. À, một nửa là con gái, một nửa là gia đình. À, như vậy là khách mời ở bên kia là người ta bỏ thiệp riêng bên kia, còn cái này là bên gia đình. À vậy hả? Rồi, cảm ơn ha. Rồi vô xem cái đồ ăn của mình coi. Cho em hỏi làm sao mà cái cơm của mình lại phải bỏ bọc như thế này? Cơm á? Bỏ như thế này là một hồi mình mang qua bên kia hả? Ý là mình mang qua bên kia, bên tiệc bên kia. À, chứ không phải là mỗi người mang một bịch đâu về, đi về đâu gì? Phải không? À,
một mâm là có một bọc như thế này. À hay quá ha. Ủa, còn có thịt ở trong đây nữa hả? Đó đó đó. Đó, đó cái này thịt không? Không phải thịt hả? Không phải. À em tưởng thịt ở trong đó. Được, được, được. Đám cưới rất là vui. Trời ơi lần đầu mình thấy đám cưới mà như thế này ha. À, cơm thì bỏ bọc. Ủa làm sao mình có cái áo này hay vậy? Đây này. Áo này đúng không? Ừ. Anh. Ừ đúng rồi. Anh kênh YouTube là anh là kênh gì ạ? Du lịch bất động sản. Du lịch bất động sản. Bất động sản hả? Em cũng làm bên bên mảng bất động sản đấy. Đấy hả? Ồ, nhìn cái áo đẹp quá. Ngó thế nào? Đúng không anh? Cái đó là mua em tự may anh ạ. Tự may hả? Đúng rồi. Mình tự may luôn. Đúng rồi. Anh may luôn. Không phải em may mà chị dâu của em may. À chị dâu may. Thế cái này là bạc thật hay là? Cái là bạc thật anh ạ. Thật luôn đó hả? Rồi. Có giả 10% không? Ồ nhìn đẹp quá. Em mới nhà đâu. Nhà tự làm hết rồi. Vì mà hoa văn này. Ừ. Đó là nhà tự làm. Ồ không nhìn đẹp quá mà vòng thế nào? Em có hôm nay có còn thêm cô nào để dẫn nữa không? Em ạ, đây cô kìa. Đây cô hả? Rồi. Chụp hình với bác ạ. Quá đẹp luôn. Lung linh và lộng lẫy luôn. Đám cưới đông vui quá. We'll be right back.
Xin được trân trọng kính mời và hân hạnh được đón tiếp tất cả quý vị. Chủ đề khác nhau. Xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng ổn định tổ chức, cùng dành một ít phút cùng hướng mắt về phía sân khấu trung tâm. Đấy là rất là tuyệt vời cho tất cả quý vị cùng với những người thân yêu nhất của đại gia đình mình, sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Còn bây giờ đây xin mời hai.
đạp tiếng hát của anh Mạnh với ca khúc Đạp Với Như Mơ. Ca khúc để vẫn như vậy. Vẫn nhạc với dòng sông Nam ạ. Rồi thì đến đây thôi, mình cũng xin khép video clip tại đây ha. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay thì nhấn like và đăng ký, ủng hộ và chia sẻ video cho du lịch bất động sản nhé. Thì một lần nữa mình cũng xin khép video clip tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.